vị lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc xì của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Rồi ok, kính thưa quý vị, cuộc sống bây giờ rất khó khăn, khó lắm, kiếm tiền khó lắm ai ơi. Rồi hôm nay Sơn Sàm xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm được mang tên Về Đầu Mái Tóc Người Thương. Sống bây giờ rất khó khăn, làm ăn thì ít mà nhậu thì nhiều. Cuộc sống bây giờ rất khốn khó, cứ mong lung trèo cao, làm sao trở nên giàu có. Dù bánh cỡ nào cũng trắng tay. Rồi ở đây cũng có ngày ăn may, đừng có ăn xài cho thoải mái, lúc bất lâm nguy thì ta một xu cũng không cần. Ăn chơi cho bao nhiêu là đủ nè, không làm thì sao dư. Ngồi chơi vé số quà thì mua, chiều thì đánh đề, nằm mà mơ trúng số, chúng tao chết liền, đừng có ăn xài cho quá tay. Rồi ở đây cũng có ngày ăn may, đừng có ăn xài cho thoải mái, lúc bên lâm nguy thì ta một xu cũng không cần. Đúng không quý vị? Làm thì không làm, ăn nhậu quýnh số đề, đó mong trúng số, trúng tao chết liền, trúng gió đó. Ăn chơi cho bao nhiêu là đủ nè, không làm thì sao dư. Ngồi chơi nè, vé số qua thì mua, chiều thì đánh đề, nằm mơ trúng số, trúng tao chết liền, đừng có ăn xài cho quá tay. Rồi ở đây cũng có ngày ăn may, đừng có ăn xài cho thoải mái, lúc lâm nguy thì ta một xu cũng không còn. Đừng có ăn xài cho thoải mái, lúc lâm nguy thì ta một xu cũng không còn. Nhức răng sao ăn kẹo dừa, bùm bùm. À, thấy chưa? Đừng có ăn xài cho thoải mái, lúc lâm nguy thì ta một xu cũng không còn. Hello, chào quý vị. Nè, hôm nay khoe quý vị nha. Đó, Sơn Sàm mới nhận được một cái nút bạc của YouTube nha. Đó, đúng là nhận được lâu rồi. Đó, nhưng mà hôm nay thì bên YouTube mới gửi về cho Sơn Sàm nha quý vị. Đó, nhận được rồi trước Tết nhưng bên này mới gửi về nè. Đó nha quý vị. À, Sơn Sàm TV, à, YouTube, à, ha, ok, à, đó quý vị, à, Sơn Sàm TV nè ha, nút bạc nha quý vị, ô la 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 la, rồi chúc mừng cho thầy đi, chúc mừng cho thầy đi, hãy chúc mừng cho thầy đi, rồi ok, cảm ơn bà con rất nhiều, rồi hôm nay có một cái tin rất là nóng nha quý vị. Đó là một số anh em YouTube đã kéo lên nhà của vợ chồng Lê Minh. À, Sơn Sàm cũng có đưa thông tin này cho nó rốt rẽ quý vị. Đó, vợ chồng của thằng Lê Minh này nó ở Tây Ninh nha quý vị. Đó, nó rất là mất dạy. Nó chửi ông Dũng và bà Hằng không ra cái gì hết. Đó, mà bà con cũng thấy là ai đâu, bà con cũng thấy ha. Đa số những cái đứa mà nó lên mạng nó chửi ông Dũng bà Hằng, nó chửi như trúng rồi. Mà họ cũng chả có thù quá, họ cũng chả quen biết, thậm chí nó còn chưa gặp ông Dũng bà Hằng ngoài đời. Mà cứ leo lên mạng chửi như trúng rồi, chửi cha chửi mẹ đó, thậm chí tới mồ mả tổ tiên ông bà nó cũng quật lên luôn, quá mất dạy. À, đặc biệt là những cái thằng như là Bảy Gà, Happy Media đó, gần đây nhất là Hằng Ni, Thanh Trần các kiểu, đúng không quý vị? Đó, mà như chúng ta đã biết thì như cái trend mà cái trend mở đầu cái drama này là bà Phương Hằng bà tố cáo ông Võ Hoàng Yên. À,
trong đó có mấy anh em tụi tôi đó, cũng như lang thang đường phố, bánh mì rồi chuyện đời thường đó, là những người tiên phong vào cái drama này. Họ đi tìm gặp những cái nhân chứng đó, để mà củng cố cho luật sư cũng như là để mà có cái cơ sở để mà đưa cái thần y ra ánh sáng đó. Thì bắt đầu nó kéo theo những cái sự kiện gần đây, và đặc biệt là thời gian gần đây là có những cái anh hùng mạng lên chửi như trúng rồi đó, chửi ông Dũng và bà Hằng. Không biết ông Dũng bà Hằng là ai, trước đây cũng chả biết là ai và họ làm cái gì, và họ cũng không có thù oán gì với mình. Cái thứ nhất nó chửi là nó câu view câu like đó, cái thứ hai nó kiếm tiền YouTube, và cái thứ ba nữa là gì, nó chửi để nó nhận tiền của một số cái tụi mà đó, cái tụi lương đó, đó là cái tụi mà xịt chó vô bụi xả đó, nó quăng tiền ra, nó chửi thuê chửi mướn đó, đó như Đinh La rồi các kiểu, và đặc biệt là thằng vợ chồng của thằng Lê Minh đó. Và trước khi để vào phân tích, tôi có những cái video đưa cho tất cả quý vị nha. Đó thì xin phép bà con cho tôi quảng cáo nhẹ cái. Rồi đất ơi, thú hồn cái gì đó. Đây là cái vi cá mập nha quý vị, vi cá mập này. Đây vi cá mập đã phơi khô rồi, một bịch như thế này là 1 ký nha. Đó, cái này thì đại bổ luôn, bồi bổ cơ thể cho các cô chú anh chị nào gọi là suy nhược cơ thể này, già yếu này, hoặc là suy dinh dưỡng này, và đặc biệt là những anh chị nào mà đã bị Covid à, đang bị những cái triệu chứng hậu Covid đó quý vị. Đây thì cái này nó bồi bổ đại bổ luôn nha. Rồi đây là 1 ký nè. Thì để sử dụng cái này thì dễ ồn mà. Đó quý vị nấu một cái nồi nước, nước dùng là nước cốt gà, nấu một cái nồi bên đây nấu dư dư một chút ha. Đó xong rồi mình múc ra một cái tô, mình để cho nó nguội khoảng 70 độ, đừng có để nóng quá nha. Rồi mình xé cái này, mình xé sợi nè. Đó cái vi cá này mình xé sợi vào mình ngâm. Mình ngâm mình cho thêm miếng gừng, miếng rượu ha, để cho nó đỡ tanh, ngâm khoảng 35 đến 40 phút. Rồi còn cái nồi bên đây á thì mình cứ đông ha. Cái này một lạng á thì mình đông 2 chén, ví dụ như tùy theo người ở trong gia đình mình mấy người mình nấu ha. 2 lạng là 4 chén ha. Đó bắt đầu là mình nấu lên đây, mình canh mấy chén mình nấu cái nồi lên, mình nêm nếm các kiểu gia vị vào ha, nước tương này, xì dầu, dầu hào các kiểu, đặc biệt có thêm quế với tàu, tàu tàu rồi những cái đồ mà xăm đồ đó của thuốc bắc thì nó càng tốt ha. Mình nấu lên đây ha. Đó mình nấu cái nồi bên đây, mình canh mình nấu bên đây ha, mình nấu mình nêm nếm vừa ăn rồi. Cái này bên đây á, cái tô mình ngâm bên đây nè khoảng 35 40 phút á, nó bắt đầu mình vớt cái vi cá nó ra ha, mình vớt ra mình đổ cái nước này đi nha, vớt ra mình đổ cái nước này đi, xong mình vớt ra mình bỏ vào cái nồi bên đây ha. À, cái nồi bên đây mình nấu, mình nấu khoảng 5 phút là mình múc ra mình dùng được rồi đó. Đại bổ vi cá nha, vi cá bầu ngư là những cái món mà vua chúa dùng đó quý vị. Đó thì đây là 1 ký, 1 ký này em bán 2,5 triệu nha, 2,5 triệu hàng chuẩn luôn, giá cực kỳ rẻ. Các anh chị có thể search lên Google, giá của em là giá mềm nhất, giá gốc nhất, giá đại lý nhất và hàng cao cấp nhất luôn quý vị. Rồi 1 ký 2,5 triệu. Đó, các anh chị thì mua hàng ủng hộ nha, hoặc là trong liên hệ vào cái Zalo này, có rất nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín và chất lượng. Rồi quay trở lại cái vấn đề của vợ chồng của cái thằng Lê Minh. Đó, nó lên mạng, nó ra rả, nó thách thức hàng ngày. Đó, và bây giờ có những cái anh em đã có mặt như là Điền Võ, là Hùng Râu rồi và một số anh em khác nữa đang có mặt ở Tây Ninh. Và nó cố thủ ở trong, nó cũng đâu có ra, và nó chuẩn bị bom xăng đồ các kiểu nha quý vị, nó cũng chống trả quyết liệt. Nhưng mà cũng đâu có ai động tay động chân gì. Đó, thì các anh em cũng lên đây để mà gì? Để mà hỏi cho ra lẽ tại sao nó chửi ông Dũng và bà Hằng. Chửi vì cái gì? À, vật lý do gì nó chửi như thế? Và cái thứ nữa là muốn quậy quậy lên, quậy như cái nồi cắm heo lên để cho công an người ta mời lên. Công an người ta mời lên phường thì có cái lý do, có lý do đó để làm việc. Và thậm chí cái thằng Lê Minh này nó một ngày không xa, một ngày không xa bà Hằng bà cũng lên tới nhà nó. Và tôi cũng liệt kê ra nữa những cái thành phần nữa, ví dụ như là Bảy Gà, đặc biệt là cái thằng Bảy Gà. Thằng Bảy Gà này hàng ngày luôn nó nói ông Dũng bà Hằng không ra cái gì hết mà ai biết nó đâu ha. Gà què ăn quẳng cối xay đó. Thằng Bảy Gà này một ngày không xa đâu, đó ngay nhà vợ chồng nó thì bà Hằng bà cũng tới, bà tới ngay và luôn luôn đó. Bà con để ý nha, thứ tư này là sẽ có mặt ở nhà của Hằng Ni nè. Đúng ra là chủ nhật này, nhưng mà bà Hằng bà bị bận cái công việc đột xuất, bà phải qua nhà Hằng Ni tiếp một lần nữa, rồi di quanh được các kiểu bà tới từng nhà. Tôi sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng nhà, sẽ đi thăm từng thằng, cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xa. Thăm hết.
Và ngày hôm nay thì mấy anh em cũng ra đi tiền trạm rồi, đi dạo qua cái nhà của ông Lê Minh. Thì đây tôi có những cái video clip cho bà con mình coi đỡ ha. Rồi coi thử ha, đây là những cái diễn biến chính thôi. Ngã tư ngay chân ngã ba trạm y tế anh Tịnh á, gặp lại nó trong nhà, nó cầm bơm xăng, nó chế tạo bơm xăng đầy nhà luôn, nó chế tạo một kết bơm xăng, nó chế tạo mấy trăm cây bơm xăng nhà đó. Đấy chàng ơi, trời nè, người em dính đầy luôn. Nãy người em dính tè le hai chân em xăng không. Rồi rồi anh chạy qua chơi nha. Ở chỗ này chỗ nào nói chuyện cho các ông bạn ông ở bờ bay, ông ở bờ bay nè. Ai? Ai biết rồi mà không biết chỗ nào. Hello. Mất dạy. Hùng bây giờ không nè, Hùng đâu nè, đang đâu á? Rồi ha, đó là những cái hình ảnh mà anh em YouTube đang có mặt tại nhà của Lê Minh. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái sự việc này nó cũng nghiêm trọng rồi đó quý vị ha. Không phải là mình lên đó mình bô mình ngồi mình nói mình chửi ai mình chửi được đâu ha. Đó, và đặc biệt là cái tụi thằng Lê Minh này, nhưng bẫy gà là nó khác nha, đàn ông là nó khác nha. Nó gặp những anh em xã hội á là người ta sẽ hỏi thăm nó là cũng mệt à. Như cái vụ con Hằng Ni, con Thanh Trần, con Đinh Lan là gì, phụ nữ, cái chuyện là chuyện phụ nữ, cho nên là anh em xã hội người ta còn không có nhúng tay vào à, không có nhúng tay vào nha. À, hơn nữa là nếu mấy thằng này mà những cái anh em xã hội mà những người mà người ta yêu quý bà Phương Hằng á đó, hoặc là những người người ta bức xúc cái chuyện mà nhức nhối của xã hội á, là người ta sẽ hỏi tội ai làm gì mày mà mày lại mày chửi, đúng không? Ai có làm gì đâu. Thậm chí những cái đối tượng này không hề quen biết bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ông Quỳnh Duy Dũng, có biết đâu. Thậm chí mới cái drama này xùm sùm ở trên mạng thì tụi nó mới biết cái gì về cái con người ta, đúng không? Biết cái gì về con người ta, biết cái gì về cái công việc làm ăn của người ta ha. Mà lên chửi như trúng rồi đó, chửi cha mắng mẹ. Đặc biệt là cái thằng bẫy gà nó đặt những cái từ ngữ hết sức tục tiểu và nó chửi trên đầu ông Dũng bà Hằng đó, ngay cả cha mẹ gia tiên các kiểu, rất là mất dạy đó. Cho nên rất là nhiều người phẫn nộ đó quý vị, có quen biết gì nó đâu đó. Cho nên á, những cái thành phần này á phải dạy cho nó một bài học để cho nó làm gương đó quý vị. Sau này mà nó ra đường nha, nó ra đường là nó sẽ gặp những cái rắc rối rất là lớn đó. Đơn giản bà con thấy tụi này nó có dám ra đường không à, như mấy anh em YouTube mà chính nghĩa, những người mà đi làm mà ủng hộ những cái lẽ phải, người ta đi đâu người ta rần, người ta đi đâu ai cũng ủng hộ đó. Như anh em tụi tôi đợt đi Hà Nội, đi Tây Bắc các kiểu, đi tới đâu người ta đón tiếp nồng nhiệt, tới nó ăn uống phủ phê, người ta mời món này món kia rất là nhiệt tình đó.
Còn tụi nó bà con thấy không, nó đâu dám bước ra khỏi nhà đâu. Nhưng thám tử Cao đồ các kiểu, Đinh Lan, Thanh Trần rồi, không hề bước ra khỏi nhà. Ngay cả con Thanh Trần mà hàng xóm của nó không biết là nó ở đây luôn mà. Hàng xóm của con Thanh Trần là nguyên cái xóm đó là toàn là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng hết nha. Đó, người ta nói nguyên xóm là cùng cụ con hết luôn. Không ngờ nó ở đây. Thanh Trần là ai rồi bây giờ đâu biết là nó. Và thậm chí nói nó ra nó luật sư cũng không ai tin luôn. Ta biết con này nó làm thủ kho dây cấp điện mà luật sư cái gì, nào giờ có biết nó luật sư gì đâu. Lên mạng bô, thì ra là cái đợt gì rồi mà âm sầm là không biết là nhà nó ở đó. Nó đâu, bà con thấy nó đâu dám bước ra đường. Đó, những cái tụi này nó cũng không nào dám bước ra đường cả. À, mà ngồi ở nhà ăn những cái đồng tiền dơ bẩn đó, ăn những cái đồng tiền mà Cao View Cao Like đi chửi người ta để mà kiếm tiền đó quý vị. Đó, đi chửi, lên chửi. Thậm chí nó biết cái điều mà nó chửi là sai, nó vẫn chửi. Đó, nó vẫn chửi để nó kiếm cơn. Đó. Bởi tôi thấy rất là bức xúc quý vị. Ngày hôm nay thì các anh em cũng lên dạy cho nó một bài học đó quý vị. Ha. Đó, và vợ chồng thằng Lê Minh này còn dài lắm. Đó, còn dài lắm. Nó vẫn còn chửi nữa. Đó, cho nên tôi phải theo sát cái vụ này. Ngay cả thằng Phan Phong đồ các kiểu, thám tử Cao đồ các kiểu, không bước ra khỏi nhà, ngồi ở nhà lên nói giống như là trúng rồi, như là một vị thần, phán như một vị thần. Ha. Lên bắt đầu là anh em tôi là lên clip nào là ăn cắp. Đó, ăn cắp về bắt đầu mổ xẻ ra, xuyên tạc, soi, xăm soi, xuyên tạc, vu khống, không bước ra khỏi cái nhà. Đó, bà con thấy không? À, cái tụi này tôi quá kinh khủng rồi. Rồi, tôi sẽ đưa tiếp những cái thông tin cho tất cả quý vị để mà tôi cập nhật liên tục nha quý vị. Đó, và cuối clip cũng có một cái video rất là thú vị, xin mời quý vị chúng ta xem qua. Rồi, như thường lệ thì cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu một vài sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha. Đó, tất cả là hàng Nhật ở trong cái Zalo này. 100% là sản phẩm Made in Japan, hàng Nhật, chất lượng Nhật nha quý vị. Đó, các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể truy cập vào Zalo hoặc Viber số này luôn nha. Mình gửi hàng đi nước ngoài luôn. Đó, các anh chị trong nước thì có thể gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm nha, hoặc truy cập vào Zalo. Thì mỗi video Sơn Sàm giới thiệu khoảng vài món thôi ha, cho cả nhà mình tham khảo. Đầu tiên là cái Nano giải độc gan đây cả nhà. Nano giải độc gan nha. Đó, các cô chú anh chị, những người trung niên, những người lớn tuổi, những người bị những cái bệnh về gan như là chức năng gan suy giảm nè, viêm gan B nè, rồi xơ gan nè, rồi men gan cao nè, và đặc biệt là những người nào hay sử dụng bia rượu thuốc lá nhiều đó quý vị, thì sử dụng cái sản phẩm Nano giải độc gan này, nó sẽ đẩy độc tố trong cơ thể chúng ta qua con đường nước tiểu và mồ hôi. Đó, dùng 6 viên một ngày này thôi nha. Đó thì buổi sáng mình ngủ dậy nước tiểu rất là hôi và đều mồ hôi mình nó toát ra liên tục nha, mồ hôi cũng rất là hôi quý vị. Đó thì sử dụng một liệu trình 2-3 hộp này thì cái gan mình nó khỏe nha. Đó, cái chức năng gan mình như người khỏe mạnh luôn, nó thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt nha. Nano giải độc gan quý vị, một hộp này 330 viên nha. Đó, em lấy 3,5 triệu nha, đúng giá 3,5 triệu free ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, Nano giải độc gan 3,5 triệu. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là hai cái sản phẩm collagen đây quý vị. Đó, collagen này thì nam nữ BD đều dùng được nha. Đó, nam nữ BD đều dùng được hết. À, thì collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong da mặt chúng ta nó sẽ bị bào mòn và giảm sút, đúng không? Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen. Đó, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng láng mịn, càng uống càng đẹp như da em bé nha quý vị. Đó thì collagen PH này là một cái thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Ở đây nó có hai dạng nha. Đó, cái hộp màu hồng này là dạng bột, mà cái màu trắng này là dạng viên. Đó, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói. Mỗi ngày mình uống từ 1-2 gói, mình pha với nước ấm này, nước trái cây này, sữa tươi, nước chanh rồi các kiểu pha mình uống đều được hết nha quý vị. Đó, thì một hộp này uống được gần tháng á. Đó, ngày uống 1-2 gói nha. Hộp này 30 gói thì em bán 900.000 một hộp. 900.000 một hộp, các anh chị đã mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850 một hộp thôi ha. Đó, còn cái dạng viên thì trong này nó có 120 viên, mỗi ngày uống 2 viên sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. Đó, cực kỳ đẹp, da mặt đẹp lắm quý vị. Rồi, thì 120 viên uống được 2 tháng, hộp này em bán 2,150 nha. 2,150. Ok. Rồi, kế tiếp là gì? Linh chi đỏ, Nano linh chi đỏ nha. Cái này thì bồi bổ cơ thể toàn thân. Đó, bồi bổ cơ thể nha cô chú anh chị, những người nào bị suy nhược cơ thể nè, ốm yếu gầy mòn, suy dinh dưỡng nè, và đặc biệt là ví dụ gì mới trải qua một cái cơn bệnh mà nằm liệt giường đó, hoặc là đã bị Covid mà bây giờ là trong cái thời kỳ hậu Covid đó, cơ thể nó cần tái tạo lại cũng như là nó phục hồi tất cả mọi thứ nha. Thì cái Nano linh chi đỏ này nó làm cho mình gì? Hấp thu tất cả những chất dinh dưỡng mình ăn vào đó, nó phát triển về sinh lý nè, rồi tăng cường cơ bắp nè. Đó, nó lấy lại những cái nó lấy lại những cái chỉ số cần thiết cho cơ thể nha quý vị. Đó, bồi bổ cơ thể cực tốt. Đó, thì cái này 300 viên em lấy 3,5 triệu luôn. 3,5 triệu luôn nha. Đó, còn cái sản phẩm cuối cùng muốn giới thiệu trong cái video ngày hôm nay là cái Natto Kinase. Đó, Natto Kinase nha cả nhà.
Đây là một cái sản phẩm cao cấp nhất đó, dành cho những người trung niên và lớn tuổi, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha quý vị. Đó, quý vị thấy người Nhật á, những người Nhật người ta sống rất là thọ, có người trăm mấy tuổi, trăm hai, trăm mười mấy, trăm hăm mấy tuổi nha. Người già người ta sống rất là thọ, người già rất nhiều. Tại sao người ta sống thọ như thế? Là tại vì những cái sản phẩm về sức khỏe người ta rất tốt, và đây là một trong số đó nha. Đó, cái Natto Kinase này phòng ngừa và điều trị đột quỵ và tai biến. Những ai đã bị đột quỵ tai biến rồi thì mình uống điều trị, và những ai đang có nguy cơ thì mình uống phòng ngừa nha quý vị. Rồi hộp này 300 viên luôn, em bán 3.850.000 đó. Thì em giới thiệu một vài sản phẩm thôi, còn rất rất nhiều ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể truy cập vào Zalo này để tham khảo nha. Đó, các anh chị nước ngoài thì liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, sẵn sàng gửi hàng đi nước ngoài hết luôn nha quý vị. Còn các cô chú anh chị dưới quê, những người lớn tuổi đó, không có Zalo, không có smartphone thì mình điện thoại trực tiếp số này, đặt hàng sẵn sàng, cho địa chỉ số điện thoại là sẵn sàng ship tới nơi. Ở trong nước là miễn phí ship hết nha, free ship tất cả. Rồi, ship tới nơi nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi thanh toán cho shipper nha. Đặc biệt đây là hàng của gia đình Sơn Sàm, kênh YouTube của Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn chay hết nha quý vị. Đó, cho nên đây là hàng của em, kênh của em không có bán hàng tầm bậy đâu cả nhà, yên tâm. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em, alo trả lại cho em hoàn tiền gấp 10, đúng không? Đó, bán hàng là phải uy tín như thế. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. À, chúc tất cả quý vị sức khỏe nè. Đó, năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.